Em ơi, lụa nhà mình là xuất xứ ở đâu ấy nhỉ? Dạ, các sản phẩm bên em thì đều được dệt từ tơ tằm tự nhiên của Việt Nam tại các làng nghề ạ. Như cái dòng khăn lụa mà anh đang xem thì được dệt tại làng lụa Nha Xá ở Duy Tiên, Hà Nam đấy ạ. Thế à? Chứ không phải là lụa của anh bạn nước hàng xóm à? Dạ không đâu ạ. Các sản phẩm bên em thì đều là khăn tơ tằm của Việt Nam ạ. Nếu mà anh phát hiện ra là lụa Trung Quốc, bên em sẵn sàng đến gấp 10 ạ. Thương hiệu của bọn em thì đã có hơn 7 năm nay rồi, anh cứ yên tâm ạ. Ừ, lụa Việt Nam thì tốt chứ ở đâu bây giờ cũng thấy lụa Trung Quốc. Cái khăn hoa sen này thì giá bao nhiêu em nhỉ? Dạ, đây là khăn quàng lụa tơ tằm, họa tiết vẽ tay, size 85 1m8, giá là 1.350.000 ạ. Nhưng mà nhân dịp 20 tháng 10, bà Misiu đang có chương trình giảm 10% cho tất cả các hóa đơn. Thế nên khăn này giảm còn 1.215.000 thôi ạ. Ừ, cái khăn này thì có hộp không em? Dạ có ạ, đầy đủ túi hộp thiệp sang trọng ạ. Thế thì lấy cho anh chiếc này nhá. Đóng gói cho đẹp bởi vì anh tặng cho ship nhân dịp 20 tháng 10. Wow. À vâng, anh cứ yên tâm ạ. Ngoài ra thì em tư vấn cho anh 5 set, mỗi set khoảng tầm 300-400.000 để anh tặng cho đồng nghiệp nhờ dịp 20 tháng 10 nhé. À vâng, vậy em mời anh sang phía bên này ạ. Dạ, bên em đang có cái set quà cá tính này rất là thích hợp để anh làm quà 20 tháng 10 tặng các chị đồng nghiệp ạ. Set quà này gồm một khăn lụa vuông size 70-70 và một búi tóc lụa tơ tằm. Bọn em sẽ tặng kèm một cái khuy cá như thế này. Set quà này thì giá là 395.000 và giảm 10% thì còn 356.000 ạ. Khăn lụa vuông là cái khăn nhỏ nhỏ quàng trên cổ em. Đúng rồi ạ. Cái khăn lụa vuông này thì các chị em có thể phối đẹp với trang phục công sở hoặc là làm tua ban trang trí túi sách nhé. Khăn lụa vuông thì bọn em có các màu ở đây, anh có thể tặng cho mỗi chị một màu phù hợp ạ. Thế thì em quàng thử cho anh xem như thế nào. Vâng ạ. Với cái khuy cái khăn như thế này thì mình chỉ cần cho hai đầu khăn vào trong khuy như thế này thôi là được ạ. Đây ạ. Hoặc là mình có thể tạo hình nó thành một chiếc nơ ạ. Đây ạ. Ừ, nhìn có vẻ cũng dễ nhỉ, có khi anh cũng quàng được đấy. Vâng, anh cứ yên tâm ạ, các chị em thì sẽ quàng dễ dàng thôi ạ. Thế còn buộc tóc lụa thì khác buộc tóc thường như thế nào em? Dạ, buộc tóc lụa tơ tằm thì nó mềm mượt chống rụng tóc rất là tốt ạ. Ok, chờ anh một chút nhá, để anh hỏi ý kiến mọi người. Quà cho sếp thì anh mua riêng, chứ còn 5 set này thì anh mua chung với mấy anh em đồng nghiệp. Dạ vâng ạ. Ok rồi em ạ, em lấy cho anh 5 set này nhá. Trừ màu xanh cổ vịt ra thì còn mỗi màu anh lấy một cái. Em xếp đẹp giúp anh nhé. À dạ vâng ạ, anh yên tâm ạ.